Vlog. Các cháu ơi, đấy, dạo này tiết trời nó phát heo rồi. Các con cháu nhà bà bảo là thích ăn cơm rang. Thì các cháu ơi, hôm nay bà lại tiếp tục làm clip. Bà sẽ làm một chảo cơm rang Dương Châu siêu thua khổng lồ các cháu ạ. Để bà đãi các con cháu nhà bà cùng các cháu đến chơi nhá. Rồi, các cháu ơi, bây giờ bà giới thiệu vật liệu của cái chảo cơm rang Dương Châu siêu to khổng lồ hôm nay cho các cháu nghe nhá. Đấy các cháu ạ, bà chuẩn lấu 25 mùa gạo luôn. Đấy các cháu ạ, một thúng cơm nguội đầy đây. Đấy các cháu ạ, rất chi là ngon, trắng ngần luôn. Ngoài ra lại còn gia vị, lại còn có rau hành này các cháu này. Đấy, một chai tinh dầu điều đây này. Đấy, rồi cà rốt này. Rồi đây là lạc xưởng này các cháu này. Đấy, rất ngon lạc xưởng đấy. Và đây là một cái giò này. Đấy, giò heo này. Và đây là đỗ cô ve này. Đấy, rất chi là ngon các cháu nhá. Các cháu ơi, bây giờ bà giới thiệu các cháu này cái chảo khổng lồ của bà đây này. Đấy, rất to đấy. Đấy, đây 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 đây. Đây đây đây. Thì các cháu ơi, bây giờ bà đi thực hiện luôn nhá. Bà đi thái rau rồi, thái giò rồi, thái đỗ nhá. Thế xong bà rang xong, bà lại mời các cháu đến đây ăn cùng với mấy bà cháu nhà bà nhá. Thôi đi các cháu ạ, bây giờ bà bỏ chiếc chảo bình thường lên thôi để bà rán lạc xưởng nhá, chiên lạc xưởng. Đấy các cháu này, đấy quả các cháu ơi, đấy cái chảo của bà nó hơi đen nhưng mà vẫn sạch lắm các cháu ạ. Đấy là xấu nhưng mà lại có duyên thầm nhá các cháu nhá. Đấy các cháu ơi, đấy chảo của bà nó bỏng rồi nhá. Bà sẽ đổ dầu vào các cháu xem này. Wow, ui. Đấy. Thôi các cháu ơi, đấy mỡ nó già rồi. Bây giờ bà bỏ lạc xưởng vào nhá. Ui, ui. Hơi mỡ. Các cháu ơi, đấy lạc xưởng của bà nó đã chín nhá. Bà lại phải cho thêm tí dầu đấy. Nào bây giờ bà bỏ ra cái đĩa nhá các cháu nhá. Ôi thơm thế. Ôi. Rồi. Đấy. Thì bây giờ bà mang ra thái nhá. Đây. Các cháu ơi, bây giờ bà thái lạc xưởng nhá. Đấy, lạc xưởng. Các cháu ạ, lạc xưởng khác, lạc sườn khác. Lạc xưởng này ngon hơn này. Đấy. Thơm thế. Đây, hạt lựu đây. Các cháu ơi, đấy, thế là bà đã thái xong các gia vị đây, các cháu này, đấy, các nguyên vật liệu ở đây. Đỗ rồi, đỗ xanh, cà rốt đây này, lạc xưởng này, giò lụa này đấy. Thì các cháu ơi, bây giờ bà sẽ đặt chiếc chảo khổng lồ lên để bà rang nhân nhá. Nào, bà đặt chiếc chảo khổng lồ lên, nào. Đây. Rồi. Đấy, bà để nó nóng chảo lên, xong bà đổ gia vị vào. Đấy. Đây. Đấy, ở ngõ nhà bà các bác đang xuân lúa nó kêu hơi to các cháu ạ. Đấy. Bác đang xuân lúa. Các cháu ơi, bây giờ bà bỏ mỡ vào nhá. Nào, bà bỏ mỡ lợn đấy, lấy bà mua về bà rán rồi đấy.
rang cơm mà cho mỡ lợn nó ngon nhá. Đây. Rồi. Đây bà để đây. Bà cho nó nóng chảo đó, bác con chảo nó già già mỡ đấy bà mới cho bà. Các cháu ơi, đây cái chảo khổng lồ của bà nó già mỡ rồi nhá. Nào, bà tát tát lên gì cho nó đều mỡ ra đấy. Thì bây giờ bà sẽ bỏ rau vào bà sốt trước. Rồi lụa đấy lạc xưởng vào. Các cháu nhìn cái màu nó rất chi là hấp dẫn ơi, màu xanh màu đỏ. Nào các cháu ơi, bây giờ bà bỏ tiếp rồi lụa mới lạc xưởng vào. Xưởng này, xưởng rồi. Rồi các cháu ơi, bây giờ bà sẽ bỏ bột canh với bột ngọt vào nhá. Nào. Ôi, vãi như vãi đạm luôn. Ôi, nó mặn chết thôi. Nào, bà cho bột ngọt vào. Bà rang xoăn lên. Đấy. Sau bà bỏ ra. Bà rang cơm. Đây, đây. Thơm thế. Ngon lắm các cháu ạ. Đấy. Ôi. Đấy. Các cháu nhìn này rất chi là đẹp. Đấy, các cháu nhìn gia vị đã hấp dẫn rồi đấy. Xanh đỏ, tím vàng. Là làm mùi lạc xưởng, là mùi giò lụa. Thơm thế. Đây. Sắp được rồi các cháu ạ. À. Chăm chăm cho nhân được rồi. Ôi. À, các cháu ơi. Đấy. Thế là bà đã rang xong nhân rồi nhá. Các cháu nhá. Bây giờ bà vẫn bỏ ra cái đĩa khổng lồ của bà nhá. À. Ôi. Ôi. Thơm thế. Ôi, rất ngon các cháu ạ. À. Ui. Đấy các cháu ơi, đấy thế là bà bỏ ra cái đĩa khổng lồ rồi nhá. Đấy, ngon lắm các cháu ạ. À. Nào. À, các cháu ơi, đấy, bây giờ bà sẽ đặt tiếp cái chảo khổng lồ của bà lên để bà rang cơm nhá. Nào. Ôi. 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 Các cháu ơi, đây cái chảo của bà nó bỏng rồi nhá. Thì bây giờ bà sẽ bỏ mỡ vào nhá các cháu nhá. Ui. Bỏ mỡ. Ui. Ở đây. Ôi. Các cháu ạ, bà ra cơm thì bà cho ít mỡ thôi, cho nhiều nó ướt cơm các cháu ạ. Đấy. Đấy. À, các cháu ơi, đấy thì bây giờ bà sẽ bỏ thúng cơm vào nhá. Đấy, 25 bùa gạo đấy các cháu ạ, khổng lồ luôn nào. Ui.
quá. Thôi. À, bây giờ bà đảo nhá. Ờ, các cháu ơi, đây. Bây giờ bà bỏ tinh dầu điều vào nhá. Nào, bà bỏ tinh dầu điều vào cho cơm nó ngon này, các cháu này. Đấy. Ui. Các cháu thấy chưa? Vàng xốp. Ui. Thôi, bà đảo nhanh tay nhá. Ui. Ui. Ui, vàng xốp. Ôi chết rồi. Rồi. Ghê. Hơi mệt các cháu ạ. Hơi mệt đấy. Ui. Hơi mệt. Hơn đảo bữa các cháu ạ. Ui. Hơn đảo bữa. Các cháu ơi, đây là cơm này. Đấy. Vàng trộm như hạt cốm luôn này. Nhìn rất là hấp dẫn này. Đấy, ngon lắm các cháu ạ. Thơm lắm. Đấy. Thì các cháu ơi, bây giờ là bà bỏ trứng vào nhá. Các cháu này. Đấy, lấy bà không giới thiệu trứng gà đấy nhá. Bà mới cho mua trứng vào một chút. Nào, bà đánh trứng đã. À, bà đánh qua đây cái. Rồi. À, bà tưới trứng vào nó lạ. Đấy. Nào, bây giờ bà sốt đều lên nhá. Ui. Ui. Mệt hơn đi đảo vữa các cháu ạ. Ui. À, các cháu ơi, đấy, thì bây giờ bà bỏ bột canh vào nhá. Nào. Bà bỏ bột canh vào. Nào, thì bây giờ bà lại bỏ tiếp bột ngọt vào nhá. Ui. Đấy, như vậy lạ luôn. Ui. Ui. Nào, bây giờ bà đào đều nhá. Ui. Ui. Các cháu ơi, đấy, bây giờ bà sẽ bỏ coi là gia vị vào là các cháu nhìn này. Lạc trưởng rồi, giò lụa rồi, cà rốt, đỗ cô ve lại đây. Ôi. Rồi, bà đào đều lên nhá. Sau là bà lại bỏ tiếp rau hành vào. Ui. Thơm thế. Thơm lắm các cháu ạ. Đây toàn mùi lạc xưởng lại mùi dầu điều. Ui. Các cháu ơi, đây chảo cơm rang của bà nhìn rất chi là hấp dẫn này. Như là một chiếc áo hoa của các cháu này. Đây, màu đẹp không? Siêu sao. Đây. Bà gần 60 đồi bánh trưng rồi, hôm nay bà mới rang chảo cơm xương trâu các cháu ạ. À. Đây, ôi sao đẹp thế. À, các cháu ơi, đấy, thế là chảo cơm rang xương trâu siêu to khổng lồ của bà rang chín rồi nhá. Thì bây giờ bà mời tất cả các cháu tới đây ăn với mấy bà cháu nhà bà nhá. Nào, bà mời. Vất vả quá nhỉ. Ôi, lại cho bà cho xong. Lại rồi. Đây rồi. 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 Ghi. Nhưng ở đây. Con thử miếng nha mẹ nhá. Nào để mẹ đơm đã. Để bà. À, các cháu ơi. Thì bây giờ bà mời tất cả các cháu tới đi ăn với bà nhá. Với bà cháu nhà bà nhá. Thì bây giờ bà đơm nhưng bà mời tất cả các con với các cháu ăn nhá. Vâng. Bà làm nồi to này chắc phải cho chú bất giới ăn. Khổng lồ cháu ạ. Đấy. Nào. À, chuyển tay nhau. Đấy. Thơm lắm các cháu ạ. Đây. Thơm thật đấy. Thơm thế. Đây, phải. Cơm thật. Cơm. Cơm rang. Cơm rang.
Dương Châu. Dương Châu các cháu ạ. Đây. Lắm lúc bà nói nhịu bà lại bảo công rằng Dương Châu. Ngon. Ngon. Cháu ăn mạnh nhá. Mỗi cháu phải ăn 2 bát đây, của mình đây, của mình đây. Một bát to đây. Đây. Ủa, thật đấy. Khổng lồ là phải ăn bát to à? Con xin. Đấy. Em mới có chưa? Xong rồi. Nào. Này đây cho thằng cháu Jimin Vlog này ăn khỏe. Nào. Siêu cơm. Rồi, mời cháu. Đưa bà cái bát đi đây, bát nhựa về đây. Con mời bà ăn nhá. Mình mời bà ăn nhá. Anh Huân cho một bát tự ớt. Con mời bà. Mời các bạn nhá. Rồi. Ngon quá. Bà mời tất cả các cháu tới đây ăn với bà nhá. Mình mời các bạn nhá. Đấy, các cháu ạ. Ngon không bà? Ừ. Ngon lắm các bạn. Ngon lắm các bạn ạ. Mời mọi người nhá. Mời cả nhà nhá. Ngon quá bà. Có tuyệt vời luôn. Thì ăn rất là giỏi. Không tôi cắn thì đầu bếp đổ luôn các bạn ạ. Ngon. Các cháu ạ, ngon lắm. Mang nguyện luôn. Đấy. Thơm lắm. Ngon lắm các bạn ạ. Nóng hổi luôn. Các bạn ơi, ngon hơn cơm trắng. Điều đó điều đương nhiên. Không ơi, tôi bảo không nhé. Anh nói thừa rồi. Ngon lắm các bạn. Quá ngon luôn. Ai đang tập nói các bạn? Cháu đấy đang tập nói. Cháu Phóng viên. Siêu luôn các cháu à, cháu đấy cháu trai bà Tân Vlog đấy, cháu hội sinh trai đấy. Chưa có bạn gái. Đẹp trai nhất miền Bắc đấy. Đẹp trai nhất Sài Gòn. Hãy bảo cháu ơi, đẹp trai nhất miền Bắc làm cháu xấu hổ. Như cháu bà cũng xinh thật các cháu ạ, xinh. Ờ các cháu ơi, đấy cái cơm rang Dương Châu này nhá. Ăn vào lại cứ lép bép lại vị của quả đỗ xanh này, lại vị của lạc xưởng này, lại vị cà rốt này, vị giò lụa, lại vị hành như các cháu ạ, ngon lắm. Ngon nhất lạc xưởng mà. Thơm lắm. Các cháu ăn mạnh lên. Các bà ơi, bữa trước kia kèm cơm rang Dương Châu ạ. Hôm nay cơm mẹ mình rang ngon lắm các bạn. Các bạn thấy mẹ mình ngầu không? Rang chảo to bự luôn. Các bạn ơi, ăn cơm rang Dương Châu mà uống với Coca ngon lắm các bạn ạ. Tuyệt vời. Bà làm ngon thật các bạn ạ. Mày lên, các cháu ăn mày lên. Các cháu ơi, ngon lắm, tuyệt luôn. Thơm phức. Cái mùi Dương Châu, mùi dò lụa, mùi đỗ xanh các cháu ạ. Đấy. Đúng đang đó các bạn, ăn hết hai tô rồi. Các bạn, mình có trở thành chú bắt dưới nữa rồi. Ăn nhiều quá. Một ba là ít rồi. Mình đã không đóng được cúc quần rồi các bạn ạ. Tô thứ hai các bạn ạ. Lần đầu được ăn cơm rang ngon như thế này luôn các bạn ạ. Mình là fan của cơm rang mà. Quá ngon luôn các bạn ạ. Mình ăn 4 5 bát rồi. Tiếp là tiếp. 4 5 bát. Mình vừa mới bắt đầu các bạn ạ. Mình vừa mới vào. Đói quá các bạn, mình phải vào.
Mình đang đói được đồ cơm. Thôi cháu ơi, uống nước mấy với bà nhá. Cơm Giang uống nước Coca ngon lắm các cháu ạ. Cháu nhiều quá, no. Đó, lắm, dở. Vẫn thèm. Cho nữa đi, vẫn còn nhiều. Đưa mạnh lên. Con sắp bật quần ở nơi. Cháu ở đâu? Con là cầu ạ. À, là cầu à? Thế không? Vẫn là Bắc Giang của quê bà. Vâng. Cháu xinh thế. Cháu ấy người ăn nhiều bà hơi béo vậy. Bà cho cháu ăn nhiều nó béo. Giờ chả có cháu gái nào xấu gái cả. Cháu nào cũng xinh hết. Cháu này suy dinh dưỡng thế nào ấy. Con mạnh ấy. Cứ nói này. Em này không hổ. Thằng hổ nó mạnh. Không được lết gì. Không được lết gì. Thế đầu lết ăn. Ăn mạnh lên em. Ăn là giỏi. Lúc giờ Duy lại thả ếch ra đây. Lại Duy. Tám bà á. Bà sẽ mất được cháu ở đây. Ngon lắm các bạn. Quá ngon rồi. Cháu Nguyên mới tập nói mà. Có thêm tiền nữa bà. Ngon, ngon lắm các bạn. Học hàng thương có phép. Mình sắp hết hết bát thứ ba rồi các bạn nhé. Thế là các cháu ơi, đấy là cháu Duy nó kiểu như là tập nói tiếng Anh đấy. Các cháu không hiểu. Các cháu ơi, đấy. Mấy bà cháu nhà bà ăn hết chảo cơm xương trâu siêu to khổng lồ các cháu ạ. Đây các cháu ơi, còn một ít này để chiều mấy bà cháu lại vét lốt. Đấy. Thì các cháu ơi, bây giờ bà có khả năng là lại dừng clip tại đây thôi nhá. Thì các cháu mà xem clip của bà hôm nay mà thấy hay thì ủng hộ bà nhá, để bà có nhiều sức khỏe vào bà làm ra nhiều clip thật hay cho các cháu xem nhá. Thì bây giờ